Hi, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bồ Đà Giò. Bởi lưu vi tào lao chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Đây là set đấu thứ hai của cặp đấu này. Ở đứng trước màn hình ông kính là mà tem của vật liệu xây dựng Toàn Thắng Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Anh quạt từ đâu? Còn bên kia là tem của Mỹ Anh với sự xuất hiện của tài sống trường Trang Bông, quý MC Phong Liêu và Đăng Mớm Trường Ai. Không, không. Xin chúc cho mọi người fan hâm mộ, tất cả bà con miền Trung luôn sức khỏe, bình an. Các bạn thấy hay nhớ share và like và share. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một không, một pha xử lý bóng không qua lưới của tem Toàn Thắng. Dọc biết. Một pha kết thúc tốt của tem Toàn Thắng. Các bạn nào có xây dựng lắp ghép nhà cửa gì hãy đến với vật liệu xây dựng Toàn Thắng hay Nghi Xuân Hà Tĩnh nha. Nhà bên em pha nhà chứ không phải lên đường không. Rồi rồi. 2-1. Khán giả rất khủng các bạn à. Đây tới chiều nữa không biết như thế nào nha các bạn. Hiện tại bây giờ mới có 8:30 sáng thôi. Đẹp lắm. Một pha xử lý hay của vật liệu xây dựng Toàn Thắng. Tỷ số hiện tại bây giờ là BB. Quá hay. Quá tuyệt vời cho cái dàn trắng của tem Toàn Thắng. Quá tuyệt vời pha bóng vừa rồi. Quý MC va vấp vào vách tường. 3-2 Baby. Hay. Quá tuyệt vời. Một pha bắt bóng ăn điểm trực tiếp. Quá tuyệt vời cho tem Toàn Thắng. 4-2 Buôn Bi. Tay trên thì cái dòng nổi tái. Đẹp lắm, đẹp lắm. Ơi, đẹp lắm Cúp ơi. Một pha phản công không thành công của tem Toàn Thắng. 3-4. Bóng thấp rồi, thấp rồi, vào rõ rồi. Ngoài sân mới đâu. Tài súng phát bóng. Pha xử lý quá tuyệt vời. Năm ba. Các bạn thấy như thế nào? Giọng của MC rất trầm ấm, rất tuyệt vời các bạn. Vê, bỏ đây, bỏ đây. Đẹp quá, lọt đẹp quá. Bỏ, bỏ, bỏ. Hay, hơi. Bóng tốt. Đẹp quá, xử lý đẹp quá. Có vẻ như tem Mỹ Anh tối đêm qua bay tới Hà Tĩnh 1 giờ các bạn à. Cho nên ăn ngủ chưa lấy lại sức các bạn ơi. 1 giờ các bạn, 1 giờ sáng tem của Mỹ Anh mới tới Hà Tĩnh. Không có đem đi về đây à? Bò bò bò. Chơi vui mà mấy con gì hỗ trợ ấy, chơi vui. Có đồ chơi với nó. 4-6. Nhanh 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 nhanh. Quá đáng tiếc, một pha gõ cổ tay của tem Toàn Thắng, bóng bay ra ngoài. 5-6. Rồi bóng ngoài sân, điểm phân cho đội Mỹ Anh. 5-6.
Alo. 486 à. Một và kết thúc đầy quy lực của team Toàn Thắng 7 năm. Ba bánh hơi dòng thắng nữa. Ba cầu á. 1952. 52. Năm sáu là cái. Đi cho trẻ. Đi cho trẻ không được. Vê. Đấy, 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 đấy. Đẹp, cảnh luôn. Chúng ta bóng xung qua của Ngọc Trân. Điểm số xem đi anh, báo đầy. Đẹp, 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 được á. Một pha đánh bóng không qua lưới cái tem Toàn Thắng. 6-7. Chết rồi. Một pha chuyền hay quá khó cho team Toàn Thắng. Nhưng cuối cùng kết thúc quá tuyệt vời. 8-6. Hãy thấy ơi. Hãy thấy ơi. Đẹp quá, đẹp quá. Hãy thấy ơi. Hãy thấy ơi. Chín sáu. Đây là giải Nam Sport 8 tháng 5. Có thể nói là giải gần như lớn nhất của miền Trung các bạn. Góc số 4. Tỷ số chạy là 16. Giám đốc là phần nhiều toàn thắng đây. Ôi, phần phần. Giám đốc phần nhiều đó. Đi trước bàn, ông Kinh Lâm là giám đốc vật liệu Toàn Thắng. Phan Thanh Hoạt. Con của ông. Phan Thanh Hoạt. Thật sự khán giả của miền Trung, đặc biệt là Hà Tĩnh các bạn ạ, quá đông, quá khủng. Giám đốc vật liệu Phan Thanh Hoạt. Các bạn thấy hay nhớ xe và le về xe. Cảm ơn các bạn đã nhiều nha. Hãy làm thấy ơi. Phát bóng hỏng của team Toàn Thắng 70. Một pha chắn bóng tốt của Quý MC, nhưng đáng tiếc bóng bay ra ngoài. 11-7. Có điểm mới được, có điểm mới được. Tốt. Vê. Bài bóng thứ hai điểm số cho đội Mỹ Anh 8-1. Đá từng điểm vào được đây, đá từng điểm vào được đây. Tám mười một. Tốt. Ôi. Bắn lên, bắn lên. Tỷ số tại giờ là 12-8, đang nghiêng về cho vật liệu Toàn Thắng Nghi Xuân. Đến với giải Nam Sport lần này có tới 12 đội nha các bạn. 12 đội nha. Chia làm 4 bảng. Mỗi bảng 3 đội, lấy 2 đội vào. Ai ơi! Bóng tới tốt của 13-9. Một pha xử lý quá hay của team vật liệu xây dựng Toàn Thắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và xử lý quá hay của trường Châu Bông. Mời 13. Làm điểm lên luôn ơi. Giải này đánh từ sáng đến chiều nha các bạn. Thể lực rất quan trọng nha các bạn. Điều tiết được bản thân, đó là một lời ok. Quá hay. Kết thúc quá hay. 14-10. Vàng trắng bên đây trắng rồi đó. Vàng trắng đây trắng hay. Nhảy lên đi. Lại là Đăng Mâm. Đăng Mâm xử lý vào bóng vừa rồi, quá hay. Quan sát. Các bạn thấy như thế nào? 11-14. Kết thúc chương trình đại truyền hình Đen Lên Hết. Xin chúc mừng đội vật liệu xây dựng Tam Toàn Thắng Nghi Xuân đã vào bờ quá an toàn. Tỷ số 15-11. Các bạn thấy như thế nào? Lễ hội không khí của dân người dân miền Trung, đặc biệt là Hà Tĩnh, fan hâm mộ bóng chuyền quá tuyệt vời các bạn ơi. Đây là tem của Minh Khôi Mobi, quốc lộ 1A Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, với sự kiện của Tý Châu Lam Châu Bàn, Lý Quốc, Lương Triền Hai và Đàm Công 1m93 cùng Bảo Trẻ. Đây là cái tem Minh Khôi Mobi. Còn bên kia tem gì để Lâm không hiểu. À, tem kia của Hồng Cơ Bắp 35kg. Chắc sầu riêng. Đây là cái tem kia cũng rất đáng gờm các bạn. Các bạn hãy chờ xem như thế nào nha. Các bạn thấy không, khán giả rất khủng khiếp. Quá vui. Có thể nói là lần đầu tiên Đại Lâm ra Hà Tĩnh tham dự một cái giải như thế này, giao lưu quá tuyệt vời các bạn à. Đặc biệt các bạn nhìn thấy người Hà Tĩnh như thế nào. Phụ nữ rất đam mê bóng chuyền quá nhiều. Miền Nam lèo tèo thôi các bạn ơi. Phụ nữ thật sự, người dân miền Trung đặc biệt là Hà Tĩnh, phụ nữ rất đam mê bóng chuyền. Phụ nam thì khỏi phải nói rồi, phụ nam thì vô địch. Còn trên đây là Bàn Công Tử. Bàn Công Tử đang like trên này nha các bạn. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Không khí như thế này đánh bóng mới sướng các bạn à. Hiện tại bây giờ khoảng 90.000 khán giả đang có mặt tại sân. Ước lượng chiều nay khoảng 180.000 có mặt tại sân các bạn. Đây là nhà văn hóa phường Thạch Linh, Hà Tĩnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.